Xin chào tất cả mọi người, mình xin hỏi mọi người cập nhật hình trình tranh hiện tại của các bạn cho mình biết nhé. Cái nhiệm vụ của mình đã lo tất cả các giấy tờ hoàn thành thủ tục xong hết rồi, vừa mã cốt nè, mã đóng gói nè, giấy an toàn thực phẩm nè, tất cả mọi mình đã làm xong hết rồi, nhưng mà đang chờ nguồn trái để xuất. Hiện tại thì Huệ chưa xuất được là do là vừa rồi cái nguồn chanh trái đang rất là ít, thường xảy ra là cái chanh vàng, chanh bị mềm. Chưa có chanh tơ đẹp như thế này thì bắt đầu cái chỗ của Huệ đang hủy đắk lấp thì bắt đầu mới có những cái vườn lác đác chín thôi. Thì Huệ đang cập nhật cái tình hình chanh trong vòng một tuần nữa, tuần tới các bạn có chanh hay không thì liên hệ với bên Huệ để Huệ tổng kết lại số lượng, sau đó mình sẽ xuất Trung Quốc chính ngạch. Vừa rồi mấy ngày vừa rồi thì Trung Quốc có đi và đi rất là mạnh, giá dao động từ 30 cho tới 32.000 luôn, nhưng mà bắt đầu sập chợ từ ngày hôm qua. Ngày hôm nay thì bắt đầu là tất cả hàng bắt đầu đi chậm lại, nên Huệ muốn là khi Huệ làm tất cả các hàng phải đi theo chính ngạch và đi đều ổn định, bao tiêu sản phẩm cho bà con hoặc những farm lớn hoặc những đại lý để mình sẽ gắn kết lâu bền hơn. Vậy là mong các bạn cùng hỗ trợ Huệ, báo cho Huệ từng vùng một là số lượng của các bạn đang sinh sống, vườn của các bạn đang trồng có số lượng hàng chưa, hoặc những đại lý các bạn đang làm đã thu được hàng với tiêu chuẩn Trung Quốc chưa. Nếu mà chất lượng hàng, thứ nhất là cứng trái, giống như trái Huệ đang cầm này, bây giờ hiện tại rất là cứng này, có những cơn mưa đầu mùa xuống rồi thì rất là cứng trái, rất là bóng, rất là đẹp, thì bắt đầu đủ tiêu chuẩn Trung Quốc thì sẽ báo lại Huệ để mình cùng hợp tác, để mình cùng đi hàng nhé. Xin chào tất cả mọi người.